Vốn tâm từ khi rải cho chính bản thân mình có mất đi khi rải tâm từ cho vị thầy của mình không? Có cần vun bồi thường xuyên không, hay đã chuyển sang giai đoạn rải tâm từ cho vị thầy của mình thì không cần rải cho bản thân mình nữa? Việc mà chúng ta rải dành cho những vị nào còn mơ hồ á, thì cái quy trình rải tâm từ thường nó được bắt đầu như thế này, là vị đó sẽ rải tâm từ đến cho chính bản thân mình, sau đó là rải tâm từ đến cho người mình kính trọng, rồi sau đó là cho đến người mà mình quý mến, trừ người thân, rồi sau đó là đến với người mình dửng dưng, rồi sau đó là đến với người mình ghét. Đó. Thì cái giai đoạn mà rải tâm từ đến cái người mà mình quý trọng trước đó là rải cho mình đó, thì cái việc rải cho mình nó giống như là khởi động, nó không được tính là một bước rải tâm từ. Nhớ nha. Rải cho mình nó chỉ giống như là sự chuẩn bị, sự khởi động thôi, chứ nó không được tính. Và cái người hỏi này nè, là do vị đó đó lý thuyết nhiều quá. Thực hành đi, tự nhiên quý vị biết. Thực hành tự nhiên quý vị biết, chứ còn ngồi đó lý thuyết lý luận thì quý vị chẳng bao giờ thấy được. Xin thưa là ngay cả cái trạng thái tâm từ của mình á, thì cũng không phải lúc nào cũng như nhau. Và mình cũng không có một cái công cụ nào để mình đo lường nó cả. Mình chỉ biết là đại khái nó như thế thôi.